Thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR trong ngày thứ sáu hôm nay trên băng tần FM 100.3 HD2 cho ba vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio cũng như trên trang mạng Facebook quý vị có thể theo dõi livestream. Và trong những cái bản tin mới nhất thưa với lại luật sư Duyên, có một cái bản tin mà cũng đang gây ra những cái sự lo ngại, những cái tin tức mà chúng ta đã nghe được từ trước cho tới nay. Nhưng mà tiếp tục trong ngày hôm qua, ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 10, thì cái lời tuyên bố của ông McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, cho biết rằng là Tổng thống Donald Trump đang trợ giúp và tiếp tay những cái nỗ lực của Tổng thống Nga, đó chính là ông Putin, để mà tạo ra những cái sự nghi ngờ về cái tính cách, về cái sự trung thực của hệ thống bầu cử của nước Mỹ. Đó là cái bản tin của Politico cảnh cáo thẳng thắn của ông McMaster, mà chúng ta biết được ông McMaster là người đã trước đây đã được Tổng thống Donald Trump chọn để mà chỉ huy Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc vào năm 2017. Thì đó là những gì mà ông McMaster ông đã trả lời trong ngày hôm qua, ngày thứ Năm, một cuộc phỏng vấn dành cho đài MSNBC sau khi ông đã được hỏi rằng có phải chăng Tổng thống Donald Trump đang là mối đe dọa lớn nhất cho sự chính trực, cho cái giá trị của nền dân chủ trong cái cuộc bầu cử của nước Mỹ, thưa với lại luật sư Duyên. Cái tuyên bố của ông tướng McMaster đó thực sự là không có cái gì mới hết đó, là chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần từ những vị khác nhau rồi, nhưng mà ngay cả cái cách hành xử của Tổng thống Trump đó thì mình biết là cái chuyện mà Nga quấy phá nó rõ lắm. Nhưng mà cái chữ mà hồi nãy Lê Ngọc mới vừa sử dụng đó là aid and abet đó, những người làm luật là ai cũng biết cái nhóm chữ đó. Aid có nghĩa là giúp đỡ, mà abet là còn khuyến khích nữa. Khuyến khích thế giả, thấy không? Bây giờ cái anh chàng đó ảnh muốn thí dụ mình trong cái vụ hình sự đó, mình xử người ta, người thí dụ người ta xử cái anh chàng cướp ngân hàng đó, là anh chàng đó là đã bị tội rồi, là ăn cướp ngân hàng. Còn cái anh chàng ở bên ngoài đó là giúp đỡ, tức là mình aid, mà ngoài ra không có ngăn cản mà lại còn abet nữa, có nghĩa là càng khuyến khích nữa đó. Thì cái người mà anh em ở trong nhà mà vừa giúp đỡ mà vừa khuyến khích cái sự gọi là ăn đi ăn cướp đó, tội nó cũng y hệt như người kia, tội nặng hơn là khác nữa, nhưng mà bị xử y hệt như cái người mà gọi là phạm tội. Thì bây giờ đây là mình nhìn thấy cái gọi là aid and abet của Tổng thống Trump này. Nếu mà mình theo dõi cái tin bầu cử của năm 2016 đó, thì ở trước cái đại hội đảng Cộng Hòa, lúc đó Tổng thống Trump chưa là Tổng thống, thì trong cái đại hội đảng Cộng Hòa đó, ngay lúc đó nó đã có những cái tin tình báo cho biết rằng là Nga đang quấy phá rồi. Vậy mà trong cái platform mà để mà trình bày cái platform của đảng Cộng Hòa, nếu mà đắc cử họ sẽ làm gì đó, thì lúc đó cái ban vận động tranh cử họ làm cái nhiệm vụ của họ, thì trong đó có cái chính sách đối với nước Nga. Thì vào giờ chót, cái khoản mà chính sách đối với nước Nga, trong đó có những cái sanction mà ông Obama gọi là áp đặt rồi đó, thì những cái khoản đó là dẹp qua một bên hết. Và lúc đó báo chí cũng đã thắc mắc là tại sao những cái chính sách mà đối đầu với nước Nga nó im lìm. Cái đó là mình đã thấy rồi. Tổng thống mới vừa lên làm nhậm chức vào 20 tháng Giêng của năm 2017, thì 23 ngày sau, ông tướng Mike Flynn là cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống đó, thì ông cố vấn an ninh quốc gia này là tự động từ chức, là tại vì ông đã dính tới cái policy mà lift cái sanction cho nước Nga mà cái vụ án nó dẫn tới bây giờ. Rồi sau đó tổng thống đuổi ông James Comey, mà sau khi quý khán thính giả thấy không, đuổi James Comey xong đó thì mời ông đại sứ và ông bộ trưởng ngoại giao của Nga đi vào trong tòa Bạch Ốc
chỉ có cái là khoảng một tháng sau khi nhậm chức thôi, là mời vào tòa Bạch Ốc xong đó, nó là chụp hình cười hả hê, mà tất cả những cái bức hình đó đó chỉ có báo chí Nga được phép vào để mà chụp thôi, báo chí Mỹ bị block đi. Nó còn cái gì mà rõ ràng hơn hơn như vậy nữa hay không? Rồi sau đó là cái cuộc điều tra của ông Mueller, kết quả của cuộc điều tra của ông Mueller đó thì ông nói rằng là chúng tôi không có, nếu mà chúng tôi có cái lý do, if we have reason mà tin là Tổng thống Trump mà hoàn toàn vô tội đó, thì chúng tôi đã viết cái điều đó ra rồi. Cái cách nói, nếu mà mình chỉ dùng gọi là 2 cộng 2 là 4 đó, là mình biết là ông Mueller ông muốn nói là Tổng thống có tội, nhưng mà ông không dám viết cái câu đó xuống. Nhưng mà khi mà ông ra điều trần, quý khán thính giả còn nhớ ở trên TV ông nói cái gì không? Ông nói có một điều mà tôi muốn every Americans, từng người Mỹ một biết giùm chúng tôi điều này. Đó là cái mặt trận mà Nga tấn công Mỹ đó, nó kinh hoàng lắm, nó đa diện lắm, và cái mặt trận đó là chúng ta phải làm hết sức để mà chúng ta bảo vệ nước Mỹ, và I want all every American phải biết cái chuyện đó. Rồi tổng thống đứng trước tổng thống Putin, tổng thống của mình đó, ở Helsinki, quý khán thính giả còn nhớ câu gì không? Là tôi không tin tình báo của Mỹ, tôi tin vào Tổng thống Putin. Nếu mà giữa hai bên, tôi sẽ tin tình báo của Putin. Rồi năm khi mà Nga đó cho người đi qua bên Anh, gọi là đầu độc hai cha con của một người cựu gián điệp Nga đó ở bên Anh đó, thì Tổng thống im lìm. Hai người lên tiếng, đó là ông tướng McMaster này, ông tướng McMaster này và ông Rex Tillerson lên tiếng quy trách nhiệm bắt buộc là Putin, buộc là tình báo Nga phải chịu trách nhiệm cái việc này. Là qua ngày hôm sau, cả hai ông tướng McMaster và ông Rex Tillerson cũng bị out luôn. Rồi cho tới giờ phút này, tất cả ngay lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện, ngay lúc mà gia đình chúng ta đang đang đối diện với nhau nè, thì là thưa quý khán thính giả, tất cả những tin tình báo đều nói rằng là Nga đang quấy phá cái cuộc bầu cử của Mỹ một cách vô cùng dữ dội. Yes, Trung Quốc không hiền gì, nhưng mà cái tầm vóc của Trung Quốc không đáng kể, Iran không đáng kể. Mà người ta muốn tường trình cái đó cho chúng ta đó, thì người ta cũng phải kèm vô cho Tổng thống bớt giận. Tổng thống bớt giận là gì? Họ nói rằng là gia trong cái tôi còn nhớ cái ông đó, tôi quên tên rồi. Ông ra ông nói rằng là Trung Quốc, Iran và Nga đều đang tấn công chúng ta, nói vậy cho Tổng thống bớt giận. Rồi xong, nhưng mà khi mà đi vào chi tiết đó là toàn là Nga không à. Quý khán thính giả thấy không? Những cái hiện tượng như vậy mà cho tới giờ phút này chưa bao giờ mình nghe một cái lệnh từ gọi là ông lãnh đạo quân đội tối cao của mình mà nói rằng là phải dàn mặt trận chống lại Nga, và nếu mà cần thì đây là ngân quỹ quốc phòng, là chuyển qua để mình mướn thêm những cái người mà gọi là giỏi về thông tin mạng để chống lại. Mình hoàn toàn mình không nghe gì cả, mà đứa nào mà đụng tới Nga, mà đụng tới Putin đó là chắc chắn mất chức, cái và sẽ bị điều tra nữa là khác. Bill Barr còn 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 nghĩa là ai mà dính tới chuyện Nga, chẳng hạn Mike Flynn đó, thì Bill Barr còn xen vô muốn cứu cho khỏi tội nữa. Thì những cái gì mà tôi vừa trình bày qua đó, nó toàn là trên báo chí. Bây giờ nếu nó đi vào lịch sử luôn rồi, đọc mấy quyển sách là biết hết rồi. Vậy thì cái chữ mà ông tướng McMaster ông nói là aid đó, có nghĩa là trợ giúp. Yes and no, aid, yes. Có abet không? Có khuyến khích không? Cái câu trả lời là yes, có encourage. Có cái encouragement ở trong đó. Cho nên tôi khi mà nghe đọc thì mọi người nói là ô, ngạc nhiên thì tôi không ngạc nhiên. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng là cái tiếng nói của báo chí, của mọi người, ngay cả của ông John Bolton nữa. Ông John Bolton ông cũng đã nói rồi. Rồi bây giờ thêm cái tiếng nói của ông McMaster. Nếu mà tất cả mọi cái người mà gọi là làm việc chung quanh đều nói như vậy, mà tới bây giờ mà chúng ta còn không có tin nữa đó, thì những người đó không cần phải nói tới nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ biết một người reasonable person, chúng ta sẽ hiểu rằng là
Ông McMaster ông nói như vậy không phải là vì ông ghét tổng thống, ông đã từng làm việc cho tổng thống mà. Nhưng mà yes, tổng thống của mình nói chung, tôi vẫn đùa cái điều này. Tôi đùa với tôi nói là con Putin đó, về cái mặt chính trị, về cái mặt giết người đó, Putin là, hay là về cái mặt mà quyền lực chính trị đó, Putin là một con cọp, một con hổ, trong khi tổng thống mình như là một con nai thế à. Nhưng mà tại vì con nai này nó bự con, không mặt cũng hùm hổ, cũng ngon lắm, mình gọi là nai tồ đó. Nai tồ có nghĩa là nô tài đó. Trở lại với lời con. Rất nhiều những cái từ mà luật sư Duyên nói đến đó, quý vị khán thính giả nhớ nhiều lắm. Khi mà luật sư Duyên lại có một cái chữ mới này thì Lệ Ngọc nghĩ là quý vị khán thính giả sẽ nhớ lắm đó. Làm cho Lệ Ngọc nhớ tới có một vị khán thính giả, đó chính là anh Hiệp Huỳnh. Anh nói rằng là Lệ Ngọc nhớ nói với lại luật sư Duyên là tôi gửi lời thăm. Đây là Hiệp Huỳnh ở cầu Ông Lãnh, chắc là luật sư Duyên nhớ liền. Và anh Hiệp Huỳnh nó cứ gọi nhắc Lệ Ngọc hoài là anh đã ủng hộ cho đài rồi, nhớ lấy tiền nha. Rồi anh Hiệp Huỳnh nhắc là tại vì có lẽ là vì chữ cầu Ông Lãnh, và vì anh rất là yêu thích cái từ mà cháo bài ba lá của luật sư Duyên lắm đó. Và thưa quý vị, trở lại với phần tin tức, thì bên cạnh ông McMaster, không riêng gì ông McMaster, đúng như luật sư Duyên nói, thưa quý vị, còn một nhân vật khác nữa. Ông này là ai? Ông này là cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa, ông Mark Brexicott. Ông này cũng đã tuyên bố, thưa quý vị, ông là cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa toàn quốc, tức là ANC. Ông vừa mới tuyên bố cách đây vài ngày là ông không bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào ngày bầu cử sắp tới vào ngày 3 tháng 11. Ông nói ông lấy làm tiếc rằng là ông có thể gây ra một số thất vọng, nhưng ngay cả với tư cách của một đảng viên Cộng Hòa, tôi sẽ không ủng hộ cho Donald Trump làm tổng thống và tôi sẽ không bầu cho ông ta. Đó là những gì mà ông Mark Redcourt này đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với một cái đài có cái tên là Yellowstone Public Radio vừa mới đây. Thưa quý vị, ông nói như vậy, ông nói rằng là tôi có sẽ không đồng hành với ông Biden trong nhiều khía cạnh, hay là với chính phủ của ông, mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không có cùng quan điểm. Tại quý vị biết ông này là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng ông này lại nói rằng nhưng đức tính của một người đàn ông hay đàn bà đứng ra phục vụ cho đất nước là quan trọng hơn tất cả những cái khác biệt về chính sách, và điều này tôi cân nhắc chính nữa. Thưa quý vị, đó là vấn đề của lương tâm. Thì quý vị biết ông Mark Redcourt này, ông này là người đã từng giữ cái vai trò trưởng ban tái tranh cử của cựu tổng thống George W. Bush, thì ông nhận định rằng cái nhiệm kỳ tổng thống năm nay đó đe dọa nhân sinh quan của người Mỹ. Ông nói rằng cái thể chế chính trị của chúng ta đang trong một cái tình trạng rất là rủi ro, bởi vì chúng ta đã quá xa rời cái nguyên lý nền tảng trị quốc. Và trong một cái bài xã luận, khi mà ông tuyên bố như vậy đó thưa quý vị, thì giới truyền thông còn đưa ra trong một cái bài xã luận mà viết từ năm 2016 ở trên tờ Washington Post, thì ông cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa này, ông còn lên tiếng, ông quan sát rằng Donald Trump không thể hiện được phẩm chất của một nhà lãnh đạo có lập trường, cũng không đưa ra bất kỳ một đề xuất chính sách bảo thủ nghiêm túc nào hoặc là thực chất nào để cho phù hợp với những quan điểm lịch sử của Đảng Cộng Hòa. Ông không phù hợp với vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Rồi mới đây đó nha, thưa quý vị, thì ông còn rất thẳng thừng và ông nói rằng là ông không thể nào giao được cái sự tin tưởng của ông cho ông Donald Trump. Rồi ông nói rằng chẳng những ông không thể nào đặt được niềm tin của ông lên cho Donald Trump ngày hôm nay, bởi vì ông còn thậm chí còn có nhiều điều nghi ngờ rất là nghiêm trọng nữa nha. Thưa quý vị, ông nhấn mạnh là nghi ngờ rất là nghiêm trọng hơn nữa so với cái thời gian trước đây của năm 2016. Thì thưa quý vị, đó là những gì mà giới truyền thông họ nói đến trong cái tháng 10 này, những ngày mà sắp tới trong cái cuộc bầu cử này, rồi lại bất thình lình trong cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump cho chúng ta biết là cả hai vợ chồng đều bị dương tính. Rồi còn một cái tin này nữa thưa với lại anh Duyên, mới nhất tiếp tục nữa mà Lê Ngọc vừa mới ghi nhận được, thì quý vị cũng biết là sau cái tin mà Tổng thống Donald Trump bị dương tính
thì một số nhà lãnh đạo ở trên thế giới đã gửi tới lời chúc sức khỏe, nhưng mà bên cạnh những cái lời thăm hỏi bắt đầu trong ngày hôm nay thì được nhiều lời thăm hỏi được đưa ra. Giới truyền thông đã nói gì thưa quý vị? Là những cái lời thăm hỏi chúc mau lành, bệnh có sức khỏe được gửi đến Tổng thống Donald Trump từ rất nhiều nơi trên những thủ đô trên thế giới, và trong ngày hôm nay thì lại bắt đầu có nhiều hơn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thưa quý vị, có một số nhà lãnh đạo họ còn bày tỏ một cái sự giễu cợt, một cái sự mỉa mai đối với lại Tổng thống Donald Trump vì tất cả những gì đã xảy ra lúc mà nước Mỹ đã bị đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump luôn bác bỏ cái vấn đề, cái nghiêm trọng của cái con corona virus này, mà khiến cho hiện nay họ nhắc đến cái con số người bị chết đã hơn 207.000 người, và số người bị lây nhiễm ở nước Mỹ vẫn tiếp tục đứng hàng đầu với con số hơn 7 triệu người bị nhiễm. Đây là cái lời của ông chủ tịch của Hội đồng Âu Châu, ông Charles Michel, ông gửi cho ông Tweet, ông bày tỏ cái ước mong là hai ông bà Trump sớm được bình phục. Nhưng bên cạnh đó ông cũng nói rằng COVID-19 là một cuộc chiến mà tất cả chúng ta phải tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, bất kể là sống ở đâu. Thành thử thưa quý vị, họ nói bên cạnh những cái lời chúc sức khỏe thì có những cái mà họ cảm thấy được một cái sự mỉa mai, một cái sự giễu cợt khi mà Tổng thống Donald Trump bị dương tính. Trở lại với lại luật sư Duyên. Trong cái trình bày của Lệ Ngọc về cái ông chủ tịch đảng Cộng Hòa hồi nãy đó, thì Lệ Ngọc nói rằng là ông nhìn và ông không thể ủng hộ Tổng thống Donald Trump được chỉ vì cái nhân sinh quan của người Mỹ, không cái chỉ vì cái nhân sinh quan của cái đảng Cộng Hòa. Ba cái chữ nhân sinh quan này đó, hay là cái anh Duyên hay dùng cái chữ nhân cách đó, cái character đó, nó có một cái nó có một cái ý nghĩa sâu lắm. Thành ra đây 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 là cái hội rồi anh Duy mới kết hợp cái lúc mà Lệ Ngọc nói rằng là những lãnh đạo trên thế giới người ta vẫn chúc sức khỏe tổng thống mà người ta không có dằn được cái sự mỉa mai. Thực sự ra bệnh là bệnh, coronavirus nó tấn công là nó tấn công, mà anh Duy không có nghĩ rằng là đây là cái cơ hội để mà mình gọi là hả hê hay cái gì hết đó, là tại vì nó không có ai kiểm soát được nó mà. Nhưng mà sở dĩ cái chữ mỉa mai mà Lệ Ngọc nói đó, nó nếu mà giả sử mà Tổng thống Trump mà lo hết sức cho dân, lo hết sức cho mọi người, rồi bây giờ Tổng thống vướng bệnh đó, thì cái chữ mỉa mai nó không có. Đằng này giống như mình nói đó, là ngay từ đầu Tổng thống đã đổ thừa cho dân chủ, đổ thừa cho bọn thổ tả, rồi cuối cùng đổ thù thừa cho dân chủ với bọn thổ tả, không có ai tin hết đó. Thì bây giờ đổ thừa qua Trung Quốc thì cái yes nó từ Trung Quốc thiệt, cái đó đúng, nhưng mà vì cái sự trấn áp của mình đó, và vì cái sự mình nhục mạ cơ quan CDC, mình nhục mạ cơ quan FDA, mình hạ thấp cái giá trị, mình khinh miệt những cái ông bác sĩ như là Fauci, Burst đó. Cho nên nó mới dẫn tới ngày hôm nay, nào là mình truyền vào trong đầu của những người ủng hộ mình đó, đeo khẩu trang là nhục đó. Tất cả những cái đó nó dẫn tới cái này, thành ra người ta không dằn được, người ta phải phải tới cái sự mỉa mai. Bây giờ mời quý khán thính giả trong gia đình mình suy nghĩ đi. Thí dụ cho tới giờ phút mà anh em chúng ta đang nói chuyện nè, mà cái người mà bị positive không phải là Tổng thống Trump mà là ông Joe Biden đó, thì mình sẽ nghe trên mạng, ôi nó sẽ đầy lên hết đó. Nó nói thấy không, tổng thống đâu có mang mặt nạ đâu mà ngài vẫn khỏe, trong khi đó mà cái thằng Joe Biden nó bày đặt mang mặt nạ ra cái điều đạo đức giả lại bị bệnh. Mình sẽ nghe những cái câu đó, và tất cả những cái mà anh Duyên nói đó đó, nó dựa trên cái chữ là cái nhân cách, cái nhân sinh quan. Hỏi rằng là yes, mình nói là cái suy nghĩ, cái nhân sinh quan của Đảng Cộng Hòa là gì, là từ thời ông Abraham Lincoln đó, ông nói rằng là nếu mà phân nửa nước Mỹ mà là chủ, mà nửa nước Mỹ khác là nô lệ đó, là chúng ta sai rồi. Như vậy, chính vì vậy cho nên ông nói rằng phải tất cả nước Mỹ phải bình đẳng với nhau, đó là cái nhân sinh quan của Đảng Cộng Hòa, cái đó là cái bảo thủ của Đảng Cộng Hòa.
quý các bạn thính giả thấy hay không? Rồi nó mới kéo dài qua bao nhiêu đời. Từ trong những cái thời gian đó mãi cho tới thời gian của Tổng thống Theodore Roosevelt cũng là một Tổng thống Cộng hòa đó, thì cái chuyện mà gọi là bình đẳng và lịch sự này nọ đó là nó tràn đầy ở trong cái suy nghĩ của Đảng Cộng hòa hết. Trong cái khoảng thời gian đó, đó là mấy ông tổng thống dân chủ nè, mấy ông tổng thống thống đốc dân chủ nè, là toàn là binh cái đám da trắng cực đoan, binh ba chữ K hết đó. Rồi cái chính sách ngoại giao ngay cả tới cái thời ông Theodore Roosevelt đó vẫn là lịch sự, là lễ độ. Tôi còn nhớ mà ông Theodore Roosevelt là ông có cái hình ở trên trên cái núi mà Mount Rushmore đó. Ông đó là có một cái câu rất là nổi tiếng, ông nói là về ngoại giao đó, mình ăn nói lịch sự nhưng mà mình cầm một cái cây gậy thật to thì lúc đó mới hay. Có nghĩa là chúng tôi đàng hoàng nhưng mà chừng nào mà đụng chúng tôi quánh thiệt á, thì cái đó mới là ngoại giao chính thức. Thành ra ông nói là speak softly, nói cho nó nhẹ nhàng nhưng mà carry the stick. Còn ông tổng thống nhà mình bây giờ đó thì gọi ngộ lắm, miệng ổng thì nó banh càng ra mà ổng đi tay không, không có carry cái stick gì hết đó. Mà đó là chính sách ngoại giao của bây giờ. Rồi bây giờ mình nói là nhân cách với nhân sinh quan. Bây giờ yes, tôi biết rằng là có một cái nhóm nào đó mà nhóm đó là nó từ hình như nó từ dân chủ nó nhảy qua đó, là cái nhóm đó trong đó có ông tổng thống Donald Trump nhà mình từ dân chủ nhảy qua, rồi cái đám KKK, rồi cái đám hội súng quốc gia bây giờ nó đeo theo ông Trump nó nhảy qua, thì nó nhảy qua Cộng hòa. Nhưng mà thực sự những cái đám như KKK hồi hồi trước đó là nó gắn liền với cái đảng dân chủ đó, thưa quý khán thính giả. Rồi bây giờ đảng dân chủ biết là cái đường hướng đó sẽ không có ăn thua gì với nước Mỹ hết. Bây giờ mình thấy là từ khoảng thập niên 1937 đó, từ tổng thống mà Theodore Roosevelt sau Thế chiến thứ hai đó, là đảng dân chủ lại thay đổi hoàn toàn đi theo cái hướng, còn đảng Cộng hòa từ từ shift shift và cho tới cái đỉnh cao của Donald Trump đó là muốn xây dựng lại một cái nước Mỹ của thời xưa, của cái thời mà da trắng ngồi trên đầu của mọi 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 da màu khác. Mà thành ra người ta bất chấp luôn, người ta bất chấp một cái con người mà thứ nhất ngay cả con gái ruột của mình mà mình cũng còn thèm thuồng nữa, rồi một cái con người mà tức là thứ nhất là gian lận nói láo nè, lừa bịp nè, trốn thuế nè, bán nước nè, làm nai tù cho nó cho Putin nè, đại khái nó như thế. Tất cả những cái điều đó mà người ta chấp nhận hết chỉ vì người ta muốn lấy lại cái nước Mỹ của cái thời xưa thôi. Và người thành ra bây giờ mình nói là với bao nhiêu cái điều đó mà những người Cộng hòa mà không thấy thì nó mới là lạ. Cho nên càng ngày chúng ta càng thấy những cái nhóm Cộng hòa mà gọi là chân chính, những nhóm Cộng hòa mà muốn là đạp Donald Trump ra khỏi cái tòa Bạch Ốc đi, làm sạch lại hết đi, rồi nước Mỹ này chúng ta sẽ xây dựng lại, cái đó nó càng ngày càng nhiều. Cho nên cứ mỗi một lần mình nghe thêm một ông tướng McMaster, mình nghe ông thêm một cái ông cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa, mình nghe những cái người mà đã từng phục vụ nước Mỹ trong chính trị, những cái người mà đã chiến đấu, tức là sẵn sàng hy sinh cái xương máu của mình trên chiến trường mà người ta lên lên tiếng để người ta chống lại Donald Trump, thì thưa quý khán thính giả, cái điều đó là cái điều mà mình mong đợi và mình rất là appreciate. Là bởi vì sau cái cuộc mà hỗn loạn này đó, tôi muốn nhìn thấy lại một cái nền chính trị do hai đảng chính trị đều tư cách hết, đều giá trị hết, đều có cái nhân sinh quan, như Lệ Ngọc mới vừa nói đó, đều có cái nhân cách hết, để mà con cháu mình đó nhìn lên tivi đừng có nghe những cái chữ như là son of a bitch hay là shit hole hay là những cái chữ tầm bậy tầm bạ. Con cháu của ta, chúng ta thế hệ sau của nước Mỹ phải là một cái thế hệ mà nó much better. Trở lại với Lệ Ngọc. Nói cái vấn đề mà đeo khẩu trang, đeo mask, mà nếu mà ông Joe Biden mà bị đó nha, thưa quý vị, thì chắc là những cái lời nó còn kinh khủng hơn nữa. Thì trước tiên đó, đúng như luật sư Duyên nói rằng là bên phía phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence đã xác nhận là Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân của ông đều âm tính, không có bị.
Thì thật sự mọi người cũng đang chờ đợi xem cái kết quả của ông Joe Biden như thế nào. Nhưng mà nói đến cái vấn đề đeo mask, thưa quý vị, khi mà nó tiếp tục trong ngày hôm nay, những cái lời chúc sức khỏe gửi đến cho Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân, tại sao lại Ngọc nói rằng họ nói rằng có những cái sự giễu cợt và mỉa mai. Thì vì anh Duyên nhắc tới cái vấn đề mà đeo mask á, thì bà Yuriko Koki, nghe cái tên này quý vị biết rồi, đó là bà là thị trưởng của Tokyo của nước Nhật, thì trong một cái cuộc họp báo sớm ngày hôm nay, khi mà bà có lời chúc sớm lành bệnh gửi đến cho Tổng thống Donald Trump á, thì bà đã không quên không nhắc đến cái việc là Tổng thống Donald Trump không đeo khẩu trang, thưa quý vị. Và bên cạnh đó bà nói rằng đây cũng cho biết là cái tin này nhắc cho bà thấy rằng nhắc nhở và tại sao cái việc mà đông đảo người dân Nhật đeo khẩu trang để mà tránh cái sự lây nhiễm. Còn ở bên nước Pháp á, thưa quý vị, phát ngôn viên của nước Pháp là Gabriel Attal thì nói rằng điều này cho thấy cái con virus không chừa một ai, kể cả những người mà từng tỏ ra cái sự nghi ngờ về cái sự trầm trọng của con bệnh này. Và tôi hy vọng Tổng thống Donald Trump nhanh chóng bình phục. Do đó họ nói rằng bên cạnh những cái lời chúc sức khỏe thì có những cái lời giễu cợt và mỉa mai. Còn bên phía Trung Quốc, thưa quý vị, còn nặng nề nữa mà nói một cách rất là thẳng thừng. Vì Trung Quốc thì lại tỏ ra một cái sự hả hê, mà một cái điều mà người ta nói là không che giấu. Trước cái tin này họ nói rằng Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã phải trả một cái giá cho cái thái độ coi nhẹ COVID-19 là những gì mà ông Hu Xin, thưa quý vị, đại diện cho bên phía Trung Quốc đã đưa ra. Và ông nói là cái sự kiện này cho thấy cái mức độ trầm trọng của tình hình dịch bệnh ở nước Mỹ. Điều này cũng ảnh hưởng tới uy tín của Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ, cũng như ảnh hưởng rất là tiêu cực tới việc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Đó là những gì mà Lê Ngọc vừa mới nhận được mới nhất để mà gửi đến cho quý khán thính giả. Trở lại với lại luật sư Duy. Nội cái trình bày của Lệ Ngọc qua cái thái độ của Nhật và của Trung Quốc đó, mình lại nhắc nhớ lại cái chữ mà Lệ Ngọc nói hồi nãy đó, cái nhân cách, cái nhân sinh quan đó. Quý khán thính giả thấy khác không? Là cái kẹt của mình, bây giờ mình mà chỉ cần mình nói lên sự thực đó, là người ta lại có thể dễ bị hiểu lầm là hả hê. Cho nên người ta, những cái người người ta nói đó, người ta rất là thận trọng. Chẳng hạn như là ở bên Tokyo đó, thì bà nói rằng là gì, là qua cái sự việc này mình nhắc lại là dân Nhật cần phải đeo khẩu trang. Thực sự cái lời nhắc nhở đó đó, nếu mà trong một cái bối cảnh bình thường nó không có ý nghĩa gì hết đó, nhưng mà tại vì cái nhân cách của Tổng thống Trump qua từ hồi tháng 3 tới bây giờ, Tổng thống cứ mạt sát thiên hạ, mạt sát khoa học đó. Thành ra bây giờ cái lời chúc sức khỏe là, và một cái lời nhắc nhở rất là gọi là vô tội vạ của bà thị trưởng bên Tokyo đó, nó mang một cái ý nghĩa là gì? Là mỉa mai. Nhưng mà từ cái góc nhìn của tôi nói rằng là không, không được. Nhưng mà nói, mà tìm cái cách nói nhẹ nhàng như vậy, nó show cái nhân cách của bà. Còn bây giờ qua cái ngoại giao của Trung Quốc đó, thì mình thấy đúng là một cái loại ngoại giao bully lỗ mãng. Vào cái thời điểm này họ hả hê, quý khán thính giả thấy không? Cho nên cái nhân cách nó tôi bình thường đó, nếu mà giả sử cái đối tượng của tôi mà ngon lành đó, thì cái cách mà tôi nói nó khác. Còn nếu mà cái đối tượng của tôi đang gặp khó khăn đó, tôi cũng không có muốn là tôi hả hê về cái chuyện đó nữa. Cái thành ra tôi cũng giống như là cái bà thị trưởng bên 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 Tokyo vậy đó. Tôi cố gắng, tôi chọn những cái chữ nghĩa như thế nào để mà vẫn nhắc lại chúng ta là khoa học nó quan trọng, cái mặt nạ nó quan trọng, mình giữ cái khoảng cách nó quan trọng. Nhưng mà tôi không có muốn người nghe nó hiểu lầm, nói rằng là tôi là ô thấy chưa, đợi tới cái lúc này cái là hả hê, tôi không phải là cái loại, tôi không có cái nhân cách đó. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Cũng giống như là tôi nhắc lại là thật sự đó, nói mà nói về nhân cách đó, nếu mà ngày hôm nay mà cái tin ra không phải là Tổng thống Trump mà là ông Joe Biden đó, thì tôi biết là trên mạng rồi có những cái nhân vật mà tôi nói đã xế chiều rồi mà còn vẫn còn muốn gọi là lên tiếng ra cái điều mà mình cũng hiểu biết đó,
họ sẽ làm ra những cái điều nó kinh hoàng lắm, họ sẽ nói những cái điều nó kinh hoàng lắm, nhưng mà cái đó là cái nhân cách của họ, cái đó là cái nhân sinh quan của họ. Thành ra tôi vẫn nói mà, đôi khi đó có những cái tiếng phẫn nộ, có những tiếng chửi thề mà trong đó cái tâm nó rất là trầm, còn có những cái tiếng mà nó hả hê ra mình nghe không có giấu ai được đó, mình cũng biết liền à. Cho nên cảm ơn Lệ Ngọc, những cái Lệ Ngọc đi vòng quanh thế giới đó mà trình bày như vậy đó, thì cả gia đình NVR mình tự nhiên mình cảm nhận, mình feel được cái difference, và cái đó là cái mà anh em chúng tôi muốn. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, và nếu mà nói đến nhân cách đó, thì thưa với luật sư Duyên, đây Lê Ngọc gửi đến cho quý vị một cái lời cầu chúc cho sức khỏe cho Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân của ai, thưa quý vị, đó là của ông Joe Biden. Thì thông qua Twitter, ứng cử viên bên đảng Dân Chủ Joe Biden đã chúc Tổng thống Donald Trump là mau chóng hồi phục và cho biết sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe của người đứng đầu của Tòa Bạch Ốc. Nguyên văn của ông, quý vị có thể thấy ở trên Twitter của Joe Biden, @Joe Biden. Jill và tôi gửi lời chúc tới Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump, mong họ mau chóng hồi phục và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống và gia đình của ông ấy. Chấm dứt. Thưa với lại luật sư Duyên, không có một cái lời mỉa mai, không có một cái lời chế giễu như là một số nhà lãnh đạo mà Lê Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị. Nhưng mà trong cái sự kiện này, chúng ta cũng không thể nào trách một số những nhà lãnh đạo. Họ có thể qua cái lời chúc của họ, họ muốn nhắc nhở cho tất cả người dân của họ cẩn thận với cái con coronavirus này. Ngay cả chính trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại của chúng ta, thưa quý vị, cũng đã có những người đã ra đi chỉ vì COVID-19, mà chúng ta cũng cảm thấy rất là buồn một cái sự mất mát của một một số người đã đóng góp trong cộng đồng của người Việt tại hải ngoại của chúng ta, thưa với lại luật sư Duyên. Và tiếp tục á, trong một cái bản tin mà Lệ Ngọc có thể gửi đến cho quý vị mà liên quan đến ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr, mà luật sư Duyên, Lệ Ngọc biết rằng là luật sư Duyên cũng có những cái nhận định tiêu cực về ông Barr, thì mới trong ngày hôm qua thôi, các cựu viên chức của Bộ Tư pháp đã lên tiếng bày tỏ một cái sự lo ngại về ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nước Mỹ, đó là ông Bill Barr, ông William Barr, đã lạm dụng quyền lực để giúp cho Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cái cuộc tái tranh cử, mặc dù chúng ta chưa biết cái kết quả nha thưa quý vị, nhưng đây là các cựu viên chức của Bộ Tư pháp đã lên tiếng viện dẫn những cái tuyên bố mà ông Barr đưa ra về vấn đề bỏ phiếu bằng thư cũng như là những cái vấn đề can thiệp đầy tính cách chính trị về cuộc điều tra của Nga quấy nhiễu vấn đề bầu cử của Mỹ. Và con số này, thưa quý vị, khoảng 1.600 cựu viên chức của Bộ Tư pháp đã công bố trong một cái bức thư ngỏ với lời lẽ đầy những sự lo ngại rằng là họ đang e sợ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Barr cố tình dùng quyền lực của Bộ Tư pháp để mà phá hoại đi cái giá trị dân chủ cơ bản nhất của đất nước của chúng ta, đó là vấn đề bầu cử tự do và công bằng. Trước khi về nói về cái ông ba này đó, thì là anh Duyên cũng muốn nói, chẳng hạn như hồi nãy khi mà Lệ Ngọc nói rằng là cái lời gửi của ông Joe Biden mà gửi ra như vậy đó, mình mới đối chiếu lại cái lần mà ông John McCain mà ông chết đó, rồi người ta vận động để mà hạ cái lá cờ xuống đó, thì đây là lời của tổng thống của mình. Tổng thống nè, nói là tại sao chúng ta lại phải lo cho cái funeral của một anh chàng loser như vậy. Quý khán thính giả thấy không, người ta chiến đấu cho tổ quốc, người ta trả giá, người ta ở tù, và suốt cả một cuộc đời của John McCain là một cái cuộc đời mà tôi nói, nếu mà mình có con cháu của mình muốn là, nếu mà đã sinh ra làm người đó thì ráng là làm vậy đó. Thì trong khi đó thì một cái lời mỉa mai rất là thẳng thừng luôn, tại sao mà phải 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 tôn vinh một cái con người như thế, đại đại khái nó như thế, nó nặng lắm. Cho nên thôi không có muốn lặp lại nữa, cái nhân cách thì nó đã rõ rồi. Còn bây giờ trở lại Bill Barr,
để mình trước khi mà đi sâu vào những cái chi tiết mà Lệ Ngọc mới vừa nói là 1.600 cái ông cựu cựu viên chức về bờ có bên ngành tư pháp mà lên tiếng lo ngại đó. Đây là cái một cái hồ sơ ở ngoài ngoài tòa luật nè, là ông quan tòa ở khu vực của Lệ Ngọc đó là ông John Bates. Ngày hôm nay ông đã ra ông không phải ngày hôm nay, ý anh Dương mới nói 1-2 ngày trước đó, ông ra cái lệnh là ông nói rằng là Bill Barr đã làm bậy khi mà lập ra một cái gọi là Law Enforcement Committee để mà chuẩn bị để mà gọi là đưa ra những cái tài liệu để mà biện hộ cho cái việc gọi là những cái việc làm của mình đó mà. Thì ông nói thứ nhất khi mà Bill Barr đó nói là thành lập cái gọi là Ủy ban Nghiêm chấp luật pháp Law Enforcement Committee. Cái ủy ban này có 18 người. Mà khi mà bổ nhiệm đó thì không phải là bổ nhiệm những cái người mà gọi là cho nó có cái tính cách mà nó đồng đều, mà chỉ bổ nhiệm những người mà law enforcement mà nó gọi là thân về phía của Bill Barr thôi. Và định là viết ra một cái charter giống như là một cái quyển mà chỉ dẫn vậy đó, trong đó nào là cái chương thứ nhất đó là làm sao mà giảm về tội ác, thứ hai là phải tôn trọng những cái người mà law enforcement, rồi thứ ba thứ, rồi nói rằng là thu thập những cái dữ kiện và bằng chứng như thế nào và Homeland Security như thế nào. Tất cả những cái việc làm đó đó là hoàn toàn hợp pháp, không có sao hết đó. Chỉ có một điều, chúng ta biết cái quyền công tố, cái quyền công tố là cái quyền mà gọi là xét xử coi à, người có đưa người này ra truy tố hay là không đưa người này ra truy tố, cái đó là quyền của Bộ Tư pháp, có nghĩa là dưới cái sự lãnh đạo của Bill Barr, cái đó không có ai chối cãi hết đó. Cái điều mà tự nhiên lập thêm một cái ủy ban như vậy, thì thưa quý khán thính giả, nếu mà Bill Barr muốn muốn điều tra ai, muốn truy tố ai, cái đó là nằm ở trong cái quyền của mình rồi, thì lập ra cái ủy ban này thêm để làm cái gì? Thành ra cái ủy rồi rồi còn đưa ra những cái quyển chỉ dẫn, cái charter đó, cái dịch dịch ra tiếng Việt Nam giống như là một cái quyển hướng dẫn vậy đó, thì để làm cái gì? Khi mà dựng ra một cái cơ quan này, ý muốn trình làng là chúng tôi cũng có một cái ủy ban, và cái ủy ban này chúng tôi duyệt xét lại những cái điều mà cần cần duyệt xét lại. Mà thưa ông Bill Barr, cái cấu trúc của cái Bộ Tư pháp đã cho ông cái quyền rất lớn rồi, ông muốn làm gì thì ông làm, ông đừng có giả vờ mà ông lập một cái ủy ban đó. Mà khi mà ông lập cái ủy ban này không có sao hết, với điều kiện là ông đang trình làng là cái ủy ban này là một cái ủy ban nó neutral, để mà tức là trung lập để mà lo những cái vấn đề tội ác hình phạt vân vân đó, thì ông phải gom lại ông trong cái 18 vị của ông đó, ông phải mời thứ nhất ông mời những cái người law enforcement, có nghĩa là những cái người mà luật sư của nhà nước dưới quyền ông bổ nhiệm mấy cái người đó, ok. Cái thứ hai ông phải mời những cái phía mà chống đối của ông, là tại vì ông đang viết một cái quyển handbook, một cái quyển charter mà trong đó ông nói là tôn trọng những cái người law enforcement và reduction of crime, mà ông lại không lắng nghe những cái tiếng nói. Tại vì nếu mà để cho ông đặt ra luật á, để cho ông đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy đó, thì coi như là ông đưa ra một cái set of law mới, một cái set of luật mới vậy đó. Thì nếu mà ông đưa ra cái này thì thứ nhất ông phải mời những cái người, chẳng hạn tôi là cái người mà tôi bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dân quyền, tôi phải được ngồi ở trong cái ủy ban đó, trong 18 người phải có bao nhiêu ghế của cái nhóm chúng tôi, để khi mà ông lạm quyền ông ra cái quyển sách này, ông đưa ra những cái tiêu chuẩn, cái chuẩn mực á, mà nó đi ngược lại dân quyền, chúng tôi phải có tiếng nói chứ. Rồi ông quan tòa này ông nó còn nói thêm nữa, ông nói rằng cũng không có mời những cái người mà chuyên gia về cái vấn đề mà bệnh tâm thần tâm lý nữa, tức là ông tòa ông nói rằng là cái quyền truy tố là quyền của ông cứ set the force up, ông muốn làm gì ông làm,
Nhưng mà ông đừng có bày cái trò ma mảnh này, ông lập thêm một cái quỹ ban rồi dựa trên những cái quyết định của quỹ ban này, ông đi ông truy tố những cái người khác. Mà những nhiều khi những chính những cái người này đó, người ta chỉ làm những cái việc về dân quyền, hoặc là người ta đang bảo vệ những người tâm thần mà người ta không được lắng nghe. Thành ra ông tòa ông nói rằng là cái quỹ ban này là vi phạm luật và phải ngưng tất cả, không có hoạt động gì nữa hết. Và ông nói rằng là từ đây cho tới tháng 11 đó, còn khoảng mấy tuần nữa, phải đưa cho ông một cái báo cáo là cái quỹ ban này nó đã ngưng chưa hay là nó làm cái gì. Ông tòa này ông ra lệnh như vậy. Tôi chấp bill 3 trên cái chương trình này, tôi đã thách bill 3 nhiều lần rồi. Tại vì tôi thách thêm lần nữa đó, khiếu tố lên tòa trên đi đó. Bây giờ ông tòa ông John Biggs ở ở ở ở ở DC đã nói như vậy rồi đó, thì khiếu tố làm giùm đi để cho tôi cảm ơn. Cái tay Bill Barr này là một cái thằng côn đồ, nó là một cái thằng mà đứng cò mồi để mà nó giúp người khác tráo bài ba lá. Tôi chửi thẳng luôn như vậy đó, là tại vì nếu mà nói về luật đó, Bill Barr mà ngồi xuống đối diện với tôi ngay bây giờ đó, mà qua được mặt tôi đó, thì tôi nợ. Nhưng mà Bill Barr là một cái thằng học luật, nhưng mà để cho chính trị nó quay đầu mình rồi, mình cũng trở thành một thứ nai tòi. Thành ra ngồi xuống đối thoại với ai cũng không có đối thoại là lại đâu, tôi khẳng định như vậy đó. Cho nên đó là cái điều mà Bill Barr đã làm. Mà Bill Barr đã làm cái này thua ở tòa rồi, thì mình mới nhắc lại, từ hồi Bill Barr lên cái bộ tư pháp nó có khá hơn cái gì không? Cái điểm thứ nhất, tên tội phạm Mike Flynn bây giờ muốn nỗ lực dismiss nhưng mà tòa không cho dismiss, bây giờ cũng còn đang lơ lửng. Cái tên tội phạm Roger Stone cũng muốn giảm án cũng không giảm án được, bản án vẫn y án. Cho nên Tổng thống Trump phải nhào vô để mà nói rằng là thôi thì tha, nghĩa là tội thì vẫn là tội mà không có phải tù. Quý khán thính giả thấy không, những điều Bill Barr làm đó chỉ là một cái, rồi đuổi cái ông Jeffrey Berman ở trên New York, tưởng đâu là đuổi Jeffrey Berman là cái là sẽ ém nhẹm được mọi sự, nào ngờ Jeffrey Berman chơi ngược lại, khiến cho cái bà số 2 của mình đó bây giờ lên thay thế mình. Là Bill Barr muốn cài người, muốn cài đầu trâu mặt ngựa nha trảo của mình vào trong cái khu vực ở ở New York đó, thì cũng không có làm gì được cả. Cho nên tôi nói thẳng, những cái đứa côn đồ đó, tụi nó làm cái nghề tráo bài ba lá thì hay, nhưng mà khi mà nó đối đầu với cái người mà người ta biết luật thì nó khác. Tôi thì tôi cũng hên lắm, tôi lớn lên trong một cái khu du đảng, cái khu côn đồ mà sao mà đưa lối quỷ dẫn đường, sao mà trở thành ra giáo sư luật với là phó khoa trưởng trường luật. Thành ra trong tôi nó có một cái combination, nó một cái hỗn hợp đó, là vừa khoa bảng mà vừa du đảng nữa. Thành ra nó có cái đó. Cho nên mỗi lần tôi lên tiếng mà mấy anh chàng mà hề giống như là Rudy Giuliani hay là Bill Barr này mà lên, họ nhích môi là tôi biết họ 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 gian ở chỗ nào rồi. Và vào lúc anh em chúng ta đang nói chuyện như thế này đó, thì thưa quý khán thính giả, những cái hồ sơ của Robert Mueller mà đưa qua tòa mà Bill Barr bôi đen hết đó, thì thưa quý khán thính giả, một ông tòa ông đã ra lệnh là vào 15 tháng 11, có nghĩa là, xin lỗi, vào ngày 2 tháng 11, cái ngày, quý khán thính giả check lại giùm tôi, vào cái ngày 2 tháng 11, có nghĩa là trước ngày bầu cử một ngày, thì ông tòa ông ra lệnh là vào ngày 2 tháng 11, 15 trang mà bị bôi xóa, bị bôi xóa thì bôi xóa nhiều lắm, nhưng mà ông tòa ông đã chỉ định rõ ràng 15 trang, thì trong 15 trang đó có những cái điều mà ông tòa ông muốn biết, ông muốn là cái đó phải gỡ đi. Thì thưa quý khán thính giả, mình chờ tới cái ngày 2 tháng 11. Ngày 2 tháng 11 có nhiều cái vui lắm. Ngày hôm sau là bầu cử, ngày trước đó đó mình coi coi là những cái gì mà cái thằng côn đồ Bill Barr này mà nó cố tình nó bôi đen đó đưa ra ánh sáng, để coi có cái gì đằng sau đó. Cho nên đây là cái điều mà tôi nói nè. Tôi nói là công lý là công lý. Yes, cái power tạm thời đang ở trong tay của Bill Barr. Nhưng mà đi quá đó, thì cái ngày 3 tháng 11, nếu mà có một cái sự mà thay đổi quyền lực đó, thì Bill Barr chuẩn bị để ra trả lời trước công lý. Bill Barr không có thoát đâu. Còn chính vì cái Bill Barr bây giờ đó, Bill Barr cũng rất là sợ. Sợ cái gì?
sợ là khi mà không còn quyền lực nữa đó thì mình phải đứng ra trước vành móng ngựa để mình trả lời về những cái hành vi của mình đó. Cho nên Bill Barr đang nỗ lực bằng mọi giá phá hoại cuộc bầu cử. Nào là quý khán thính giả nhớ không, ở ở ở Pennsylvania đó, vụ mà chính cái lá phiếu của Philadelphia mà nói rằng là dục thùng rác gì đó. Bây giờ đó, tôi trong chương trình lần trước tôi cũng đã nói là Bill Barr làm ơn điều tra đi, điều tra tận gốc giùm tôi đi. Thì bây giờ người cái ông mà gọi là chủ gọi là top ông mà leader của cái cuộc bầu cử năm 2016 đó, ông đưa ra, ông nó đã điều tra rồi và chính lá phiếu đó, yes, nó có mistake, là tại vì khi mà gửi nơi xa về bao thư như thế nào đó thì cái đó là những cái mistake tự hoàn toàn không có một cái gì gọi là fraud hay là gian lận hay là bất công cho tổng thống hết. Thì khi người ta đưa ra như vậy rồi thì làm gì được nữa. Nào là muốn điều tra, nó muốn truy tố ông McCabe, rồi làm đủ thứ chuyện tùm lum, rồi cử ông Durham ra. Rồi tôi còn nhớ mà cuồng Trump nói là Durham sẽ xuất chiêu rồi sẽ đấm vào mặt này nọ. Tôi cười khà 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 khà, tôi nói là chờ đi, tôi thắc coi coi Durham sẽ làm được cái gì. Rồi cũng giống như là Bill Barr cũng mặt khi lúc mà được phỏng vấn là cái mặt chúa ngục, không hầm 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 nói ngon lành lắm, cái bầu cử không ăn thua vậy đó, hãy mà tôi cần là tôi sẽ đưa ra cái bom vào vào lúc bầu cử. Mà tôi chửi ở trên cái chương trình này, tôi nói tôi thách Bill Barr đó, làm ơn đưa được cái gì thì đưa đi. Tới ngày hôm nay thưa quý khán thính giả, chỉ còn có 31 ngày nữa thôi, thì Bill Barr đã làm được cái gì? I don't believe là he có cái gì mà để mà đưa ra hết đó. Cho nên bây giờ vì đưa ra những cái tin đó không được cho nên mới vận động với các tiểu bang, mới phá điều này phá điều nọ, ra luật này ra luật nọ. Thậm chí là bên phía đảng Cộng hòa bây giờ họ lên tiếng, họ nói gì, họ sẽ lập một cái đạo quân đi tới các cái phòng phiếu để mà rình rập, không phải là rình rập nữa mà để quan sát, để mà coi coi bầu cử như thế nào. Chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ mà có cái đó đó, nhưng mà bây giờ họ làm. Quý khán thính giả thấy cái kịch bản này nó mới kinh hoàng nè. Bây giờ họ vào cái ngày bầu cử, họ mới cái nhóm mà do cái phe đảng của Bill Barr với đảng Cộng hòa với cái đảng Trump đó mà đi ra tới cái phòng bầu cử thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đi tới thì sẽ có là ra cái vẻ là intimidate đó, bắt nạt người ta chẳng hạn, hay là tự nhiên có một cái tên nào đó làm là hỏi là ông cho tôi coi giấy tờ, thí dụ như vậy, là hỏi hỏi tầm bậy để mà khiêu khích, để mà sách động. Thì hỏi tầm bậy có nghĩa người ta phản kháng thì hai bên sẽ xô xát. Mà quý khán thính giả cứ tưởng tượng mở một vài cái phòng đầu phiếu nào đó sẽ có xô xát qua lại, thì cảnh sát tới rồi hơi cay tùm lum ra hết, làm cho cái ngày bầu cử đó nó hỗn loạn. Mà ngày bầu cử nó hỗn loạn đó thì là cái kết quả nó không rõ ràng, mà cái kết quả không rõ ràng đó thì là người ta sẽ take over. Người ta nói là nếu kết quả bầu cử mà hỗn loạn mà không rõ ràng đó thì các cái cơ quan khác chẳng hạn như là quốc hội của từng tiểu bang nó sẽ take over, rồi nó dần dần nó dẫn tới như là những cái phân tích lần trước anh em chúng tôi đã nói rồi, không có muốn lặp lại đó, là họ muốn tước bỏ cái lá phiếu của chúng ta. Donald Trump nói là forget gì tất cả những cái ballots đi, không có để ý tới những lá phiếu nữa, là tại vì họ muốn đưa vào những cái cơ cấu, và những cái cơ cấu đó là chơi ăn gian ăn lận đá bàn của mấy cái tay tráo bài ba lá để mà giật tiền. Và Bill Barr là một trong những cái tên kinh hoàng nó đang chuẩn bị nó làm những cái điều đó. Cho nên tôi phân tích chi tiết để mà quý khán thính giả hiểu rõ thêm. Và riêng mình đó, gia đình của NVR mình không có sợ gì hết, chứ bình tĩnh đi bỏ phiếu, làm ơn làm sao cho cái lá phiếu chúng ta được đếm. Nhất là cái cộng đồng ở Houston đó, ngay bây giờ trong lúc mà tôi và Lê Ngọc đang nói chuyện nè, quý khán thính giả có một cái gì thấy một cái gì vô lý không? Ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông ra lệnh là mỗi một county bây giờ chỉ có một địa điểm để mà mình tới mình bỏ phiếu thôi. Thì bây giờ mình cứ nói là cái county Harris của Houston đó. County Harris, thưa quý khán thính giả, rộng mênh mông, trong đó nó có 4 triệu dân có thể.
Mà hiện ngay bây giờ đó là nó có 11 địa điểm để mà nhận những cái phiếu bỏ đi bầu. Bây giờ ông thống đốc nói không, bây giờ county lớn nhỏ những gì chỉ có một cái chỗ bỏ để mà tới mà rót phiếu thôi. Quý khán thính giả cứ tưởng tượng đi, một người mà phải lái xe chừng một cái county nó rộng mà, thì nó nhiều khi mình từ chỗ mình tới cái chỗ đó nhiều khi mất nửa tiếng, mất 20 phút mới tới cái chỗ mà bỏ cái lá phiếu. Rồi những người lớn tuổi Việt Nam mình cũng nói là mệt mỏi quá thì thôi, vậy thì thôi không bầu nữa chẳng hạn như vậy. Cái đó là cái mà cái đảng Trump nó đang muốn từ ông governor của Texas và cho tới Bill Barr, nó làm rất là giống nhau. Rồi những cái tin ma quỷ như là nói là ở Pennsylvania, tức là Philadelphia, nó có những cái vụ gọi là gian lận phiếu này đó, chúng ta phải tới chúng ta canh chừng. Tất cả những cái điều Bill Barr làm, Donald Trump tuyên bố, ông Governor Texas đó, nó đi cùng chung một cái bài bản, mà cái bài bản đó anh em chúng tôi đã phân tích rồi, là để phá, làm cho nó rối loạn cái cuộc bầu cử, để người ta nói rằng là vì rối loạn của cuộc bầu cử, dẹp những lá phiếu của chúng ta qua một bên để họ quyết định. Cái chuyện đó bên phía bên ông Biden có một dàn luật sư kinh hoàng lắm. Rồi những cái 1.600 người mà law enforcement, mà bao nhiêu người người ta sẽ lên tiếng, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Chuyện của chúng mình là đi bầu từ tổng thống cho tới thượng viện cho tới hạ viện, lần này bầu cho dân chủ hết, để mà dạy cho họ một cái bài học thế nào là lễ độ. Còn nếu mà sau khi mà chúng ta bỏ phiếu dứt khoát như vậy rồi mà họ còn quậy đó, có những cái họ quậy thì còn sẽ có những cái cơ quan, có những cái định chế để mà trị họ, mình làm việc của mình. Những cái người ở Texas, những người Việt Nam ở Texas, ở North Carolina, ở Pennsylvania, ở Michigan, làm ơn làm thế nào để lá phiếu chúng ta được hợp pháp và chúng ta được đếm, mình làm cái đó nó hay hơn rất là nhiều. Trở lại với Lê Ngọc. Vấn đề mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị từ ông thống đốc bên đảng Cộng Hòa ở tại Texas, ông Greg Abbott đó, thưa quý vị, thì ngay lập tức ông cũng đã bị một cái sự chỉ trích rồi, tại vì quý vị cũng biết là ở Texas có tới 254 quận hạt rồi, nó rất là rộng lớn mà chỉ có một thùng thôi thưa quý vị, định thành thử cái sự việc này ở ngay cái ngay Khoan khoan sau khoan Lê Ngọc, trước trước khi Lê Ngọc đi, tức là mỗi một quận quận hạt có một chỗ bỏ phiếu, có nghĩa là nếu mà có 200 mấy chục quận hạt đó thì sẽ có 200 mấy chục cái nơi như vậy, nhưng mà riêng một quận hạt thôi, riêng cái county Harris không đó, mà bây giờ đang có 11 chỗ như vậy mà lại thu lại là một chỗ đó, thì nó đã là vô lý rồi. Tại vì anh Duyên không có muốn là mình nói, mà trong lúc mình nói nhanh mà nhưng mình nói không rõ đó, người ta lại tưởng đâu là cả tiểu bang chỉ có một chỗ, không phải như vậy, một quận hạt có một chỗ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ đúng rồi. Cảm ơn luật sư Duyên đã nói cho quý vị biết chi tiết hơn. 254 quận hạt thì mỗi nơi có một thùng thôi nha thưa quý vị. Thì ngay lập tức ở bên phía đảng Dân Chủ họ cũng đã lên tiếng rồi. Thưa quý vị, họ chỉ trích cái lệnh mới của ông Abbott có hiệu lực trong ngày hôm nay. Và bên Dân Chủ nói như thế nào thưa quý vị? Là ông thống đốc Abbott này và những người đảng Cộng Hòa ở Texas đang lo sợ là và người bên những người bên đảng Dân Chủ họ sẽ tạo ra một cái phong trào để làm gì thưa quý vị, họ nói rằng Cộng Hòa đang lo sợ là bên phía Dân Chủ sẽ chiến thắng ở Texas, thì tất cả những cái sự việc này chúng ta thấy rằng thưa với lại luật sư Duyên, nãy giờ có rất nhiều quý vị khán thính giả nhắn tin vào và ngay những cái giờ phút chót này Lệ Ngọc mới đưa được, đại đa số là quý vị đều nói rằng con người mà có người thì dùng cái chữ chơi mà nói rằng chỉ có đây, Lệ Ngọc nhìn lại cái từ của quý vị gửi vào nha thưa quý vị, con người mà có hại ta đó thì không sợ, nhưng mà ông trời mà hại thì mới là đáng sợ cô Lệ Ngọc ơi, thì hầu như là quý vị đã đều nói dùng cái từ chơi hoặc là hại gì đó thưa quý vị, thì quý vị thấy rõ ràng tất cả những cái sự việc này xảy ra một cách gọi là chúng ta không bao giờ nghĩ đến, và thật sự chúng ta cũng không bao giờ mong muốn là Tổng thống Donald Trump hay là đệ nhất phu nhân bị dương tính. Nhưng mà quý vị thấy không, những cái gì mà chúng ta gửi đến nó rất là trung thực, trong khi bên cạnh đó, những người Trumpers, những người ủng hộ Trump họ bóc gần cái nhân tính của họ.
cái nhân sinh quan của họ hoàn toàn khác chúng ta. Họ có thể thẳng thừng họ lật cái trắng thành đen và đen thành trắng, họ muốn nói gì là họ nói thôi. Một cái điều cuối cùng, cái bản tin cuối cùng mà Lê Ngọc gửi đến thưa với luật sư Duyên, Lê Ngọc thấy nói đến Fox News, quý vị biết là đài Fox News là một cái đài ủng hộ tổng thống Donald Trump, thì ngay cả ông Chris Wallace, luật sư Duyên cũng đã nói với quý vị rồi, lên tiếng thẳng thừng là chính tổng thống, là tổng thống Trump chịu trách nhiệm chính cho cái cuộc tranh luận mà bị náo loạn, vì ông là cái người ông cướp lời rất là nhiều. Và bên cạnh đó còn có một vị ký giả khác cũng của đài Fox News, thưa thưa quý vị, thì cái vị thính giả này đã nói gì đây? Lê Ngọc đang gửi đến cho quý vị từ Business Insider, thì ký giả Fox News đó là John Roberts. Trong ngày hôm qua thì chính ông John Roberts này không giấu được cái nỗi bực dọc trước những cái câu trả lời của phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, đó chính là Kelly McEnany, về vấn đề mà ông John Roberts hỏi là tại sao Tổng thống Donald Trump không lên án những cái tổ chức da trắng thượng đẳng mà quý vị cũng đã nghe Lê Ngọc và luật sư Duyên có gửi đến cho quý vị, cũng như là nhà báo Đào Trường Phúc nói về cái chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở nước Mỹ, và nhất là cái nhóm Proud Boys. Thì ông Robert này, ông nói rằng là cô Kelly McEnany này trả lời hoàn toàn sai, và cái câu hỏi ông đặt ra dù là Tổng thống Donald Trump hay Tòa Bạch Ốc không thích, ông vẫn phải đặt ra, thưa quý vị. Thì quý vị đã thấy được tất cả những cái sự việc, nếu mà chúng ta nhìn một cách trung thực, hay là quý vị khán thính giả, quý vị theo dõi cái cuộc tranh luận, thì quý vị thấy đi, những gì mà những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mà ủng hộ cuồng Trumpers ấy, thưa quý vị, họ nói mà chúng ta không thể nào gọi là không ngờ được là họ có thể dựng lên những cái câu chuyện họ nói như vậy. Ngay cả Lê Ngọc thấy có rất nhiều những người Mỹ gốc Việt của chúng ta họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, mà chính họ họ còn nói rằng họ cảm thấy rất là ức chế, và họ cũng cảm thấy có một cái phần nào mà họ không vui khi mà cái tư cách của Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh luận vừa mới qua đây, thưa với lại luật sư Duyên. Và để khép lại, nhớ chúng ta đi bầu, quý khán thính giả thấy không, nếu mà mình nói là sửa luật bầu cử vân vân và vân vân đó, tại sao không sửa từ hồi năm ngoái? Mình có thời gian quá nhiều, chỉ còn có 30 ngày nữa tới cuộc bầu cử mà thống đốc Texas thì ra lệnh là không có giảm bớt những cái chỗ mà nhận phiếu. Rồi ở bên Pennsylvania đó, quốc hội của Pennsylvania ngày hôm qua lại họp, họp để làm gì? Họ muốn nói, họ lập ra một cái ủy ban, mà ủy ban đó có nhiệm, có một cái power rất là lớn, thưa quý khán thính giả, là ủy ban đó có cái quyền là siêu tra, subpoena từng, thí dụ như bây giờ mình bỏ phiếu là ngày 3 tháng 11, mà bây giờ vì cái số phiếu mà gọi là đang đang kiểm, trong lúc mà đang kiểm đó, thì cái ủy ban mà do quốc hội này, là do cái đảng Cộng hòa đang kiểm soát ở tiểu bang Pennsylvania, họ nói cái ủy ban mà họ lập ra đó sẽ có cái quyền là subpoena mấy cái người mà mấy cái viên chức đi bầu, tức là mỗi một lần mà họ siêu tra, họ subpoena như vậy là họ kéo dài cái thủ tục, mà kéo dài cái thủ tục là nhằm kéo dài cái kết quả bầu cử, mà kéo dài cái kết quả bầu cử và siêu tra như vậy tầm bậy tầm bạ đó, chỉ là đá bàn để giật tiền. Quý khán thính giả thấy rõ không? Từ Pennsylvania rồi qua tới còn ở bên Michigan nữa. Michigan là ngày hôm qua đã tố cáo hai cái tên, quý khán thính giả nhớ là hai cái tên mà tôi nói rằng là cái có một cái dạo đó, nó làm những cái tin ma, nó nói rằng là ông Robert Mueller này có sexual harassment gì đó, ông Robert Mueller ông mới là đưa cái hồ sơ đó qua cho FBI điều tra. Rồi cái thứ lần thứ hai nữa là hai cái tên này cũng lại là hai cái tên này tên là Jacob Wall với lại Jack Bergman, cái tên nhé, Jacob Wall với Jack Bergman, là hai tên này là hai tên lưu manh chuyên những tung những tin ma đó, nào là nói là ông Buttigieg là cũng sexual harassment một cái ông khác thì là vân vân, cái chuyện đó hoàn toàn không có xảy ra. Thì ngày hôm qua ngày, hôm nay thứ sáu, hôm thứ tư là Jacob Wall với lại Jack Bergman đã bị chính quyền của tiểu bang Michigan đưa ra tòa và tội đại hình. Tại sao cái tội đại hình này? Là hai tên này đó
tổ chức những cái mình gọi là robot call, đó là những cái telephone mà tự động đó, gọi về từng nhà ở Michigan đó. Họ đã gọi khoảng 12.000 gia đình, mà những 12.000 gia đình đó là những cái gia đình Mỹ đen không à, nói rằng là nếu mà đi bỏ phiếu bằng thơ đó thì cái danh tánh của mình đó sẽ bị là cảnh sát nó lấy để mà nó truy lùng mình, rồi mấy cái nhà băng đó nó sẽ lừa gạt mình, rồi mình thiếu nợ credit card nó sẽ đưa mình ra tòa. Cho nên không có nên bỏ phiếu bằng thơ, đại khái nó như thế. Nội ở tiểu bang Michigan đó là 12.000 cái cú phone như vậy, mà cái bà Attorney General của Michigan bà nói là tại sao tôi đưa ra tòa, là tại vì năm 2016 đó tổng thống chỉ thắng có 10.700 phiếu thôi, mà bây giờ tụi này nó gieo hoang mang tới 12.000 cái phone call, có nghĩa là còn vượt hơn cái số mà tổng thống Trump đã thắng nữa. Như vậy thì nó nguy hiểm. Rồi bây giờ tới chừng mà đưa ra rồi đó, người ta mới tìm là yes, ở Michigan không là 12.000 cú phone, ở những tiểu bang khác như là Illinois, như là New York, tổng tổng cộng đó những cái tiểu bang mà gọi là cái họ họ muốn target đó, để mà họ sửa, họ họ giật cái số phiếu đó. Thì thưa quý khán thính giả, cho tới giờ phút này đã làm 85.000 cái cú phone như vậy để mà làm cho xao xuyến những cái người mà đi bầu bỏ phiếu bằng thơ. Cho nên hai tên này đang bị truy tố về cái tội đại hình. Tất cả những chuyện mà đã xảy ra như vậy đó, chỉ trong vòng còn có mấy chục ngày nữa trước khi bầu cử, mình mới hiểu rằng là cái plan đó, cái âm mưu mà đá bàn giật tiền là một cái âm mưu hoàn toàn có thật, và người ta đang realize nó, người ta đang thực hiện nó. Mà chúng ta đường ai muốn làm gì thì làm, đường của chúng ta đi, chúng tôi chỉ trông cậy là góp tay với chính quyền Mỹ, chúng ta xây dựng lại nền dân chủ, chúng ta củng cố lại cái bản hiến pháp của chúng ta, loại Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc, loại cái đám cuồng Trump ra khỏi Thượng viện, ra khỏi Hạ viện. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với quý vị nhớ những cái giây phút đầu đó Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, và Lệ Ngọc mở đầu bằng cái tháng 10 bất ngờ, October Surprise. Thì quý vị nghe là những cái giây phút cuối, Lệ Ngọc đã nói đây là cái bản tin cuối, rồi anh Duyên có những cái ghi nhận đóng góp thêm. Thì thưa quý vị, cái October Surprise, cái tháng 10 bất ngờ này đó sẽ được kết thúc bởi chính quý vị khán thính giả nha, thưa với lại anh Duyên. Anh Duyên rất là bất ngờ, Lệ Ngọc vừa mới nhận được một cái nhắn tin nữa của vị thính giả ở 626. Nó là Good morning. Hôm nay cái giọng của anh Duyên có vẻ nhỏ nhẹ lắm, nhỏ nhẹ hơn. Thì thưa quý vị, đây là chắc là đó là từ chính quý vị khán thính giả giúp cho Lệ Ngọc để mà Lệ Ngọc có thể kết cái bản tin ngày hôm nay, cũng là cái tháng 10 bất ngờ từ đài NPR, là bỗng nhiên anh Duyên thay đổi giọng nói. Thì quý vị thấy không, đó là nhân cách của chính anh Duyên của đài NPR, cũng như những gì cái lời chúc của ứng cử viên Tổng thống Dân chủ ông Joe Biden đối với lại Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân. Không biết là Lê Ngọc kết cái này có được không, thưa anh Duyên. Cảm ơn vị Đúng thính giả là 626 nha. cảm ơn nhiều lắm. Ra vào thu thì lòng chợt từ bi bất ngờ quá. October Dạ vâng, kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào lần tới, và cảm ơn tất cả quý vị đã gửi vào ủng hộ cho đài nha. Hôm nay Lệ Ngọc vì hết giờ rồi chưa có thể nói đến tên của quý vị, nhưng mà một ngày thật là nhiều sức khỏe và bình an sẽ luôn đến với lại quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị và chào anh Duyên. Xin chào. Tục trong cái phần những cái chương trình còn lại trong ngày hôm nay, thì Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị cái cách thức bầu cử như thế nào từ cơ quan BPSOS. Nhưng mà Lệ Ngọc xin cáo lỗi cùng với lại quý vị khán thính giả mà đang theo dõi video hay là YouTube, vì đây chỉ là cái phần audio từ cơ quan BPSOS gửi qua mà thôi. Thì Lệ Ngọc sẽ gọi cho bên phía bên BPSOS để có thể, nếu mà làm được video, hoặc là có thể bên đài NVR gọi vào để phỏng vấn, để quý vị ở trên Facebook cũng như là YouTube quý vị sẽ thấy được cái video, cái cách thức bầu cử như thế nào. Nhưng mà bây giờ mời quý vị thính giả theo dõi
cái talk show từ BP SOS chuyển đến để mà hướng dẫn quý vị cái cách bầu cử năm nay nó khác lạ với lại những năm trước. Xin mời quý vị theo dõi. Kính chào quý vị thính giả của đài Nationwide Việt Radio. Tôi là Tường Phan thuộc cơ quan BP SOS, một tổ chức bất vụ lợi, phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. Hôm nay xin được hân hạnh trình bày cùng quý vị một số vấn đề liên quan đến việc bầu cử trong năm 2020. Cụ thể là ngày bầu cử 3 tháng 11 năm 2020 sắp đến. Thưa quý vị thính giả nghe đài, quý vị đồng hương, như quý vị đã biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày nay đã ngày càng ý thức rõ việc hòa nhập vào dòng chính mainstream của xã hội Hoa Kỳ thông qua việc ứng cử và bầu cử để khẳng định sức mạnh, tiếng nói, quyền lợi và tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Một số rất lớn cử tri người Mỹ gốc Việt thầm lặng trong nhiều năm qua đã luôn thờ ơ với việc đi bầu, thì năm nay đã thay đổi suy nghĩ và mạnh dạn ghi danh đi bầu rất đông đảo. Để giúp quý thính giả và các đồng hương hiểu thêm về cách thức bầu cử cũng như những luật lệ, quy định hiện hành về bầu cử, hôm nay chúng tôi có dịp được tiếp chuyện với cô Hồng Nhung. Cô là một cử tri trẻ và lần đầu tiên ghi danh đi bỏ phiếu trong năm nay, và để qua đó có thể giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc ghi danh và đi bầu. Chào cô Nhung. Dạ em chào anh Tường. Cô cho tôi hỏi là được biết cô Nhung là năm nay là lần đầu tiên cô ghi danh đi bầu phải không ạ? Dạ. Như vậy thì tôi nghĩ chắc thế nào cô cũng có thể có những cái thắc mắc muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bầu cử phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh Tường. Thì trước tiên em xin được gửi lời chào đến anh Tường và quý vị thính giả đang nghe đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Nhung. Thì thật sự rất là may mắn cho em hôm nay để có cuộc trò chuyện với anh Tường như vậy, để em được giải đáp những cái thắc mắc của mình về cái năm đầu tiên cho việc đi bỏ phiếu đi bầu. Thì anh Tường ơi, cái điều đầu tiên em muốn biết đó là có bao nhiêu cách để mình bỏ phiếu đi bầu vậy anh Tường? Thưa cô Hồng Nhung và quý vị thính giả nghe đài, chúng ta có 3 cách để đi bầu. Cách thứ nhất đó là cách bầu bỏ phiếu vắng mặt qua thư, tức là qua đường bưu điện. Cách thứ hai đó là cách bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu sớm trước ngày 3 tháng 11. Và cách thứ ba là chúng ta bỏ phiếu tại cái địa điểm bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Thứ nhất, tôi xin nói qua về vấn đề bỏ phiếu vắng mặt qua thư. Thì bỏ phiếu qua đường bưu điện đó, đó là một cái cách an toàn và thuận tiện để mà chúng ta có thể bỏ phiếu ở nhà. Thì những cử tri Virginia có thể bỏ phiếu vắng mặt mà không cần đưa ra một cái lý do gì hết. Thì cái hạn chót để mà bỏ phiếu qua đường bưu điện đó là trước 5 giờ chiều ngày 23 tháng 10. Hoặc nếu bầu trên Internet trực tuyến thì tại trang nhà votevea.us, hoặc là tại các văn phòng ghi danh địa phương của mình gần nơi mình cư trú. Nếu những cái địa điểm này chúng ta không biết thì chúng ta có thể truy cập vào cái trang nhà registerva.org. Cách thứ hai là bỏ phiếu sớm. Thì bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 10, chúng ta có thể đi bỏ phiếu sớm bằng cái cách là đến những văn phòng ghi danh địa phương gần nơi chúng ta cư trú, hoặc là các địa điểm bỏ phiếu trực thuộc trong giờ làm việc bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Khi mình yêu cầu để đi bỏ phiếu sớm đó thì không cần phải đưa ra một lý do gì hết. Thì khi đến nơi bầu phiếu đó thì chỉ cần mang theo các loại giấy tờ tùy thân. Và nếu chúng ta không biết những văn phòng ghi danh bầu cử địa phương ở đâu thì chúng ta truy cập vào cái trang nhà registerva.org. Và cách bỏ phiếu thứ ba là bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ngày 3 tháng 11. Thì bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày thứ ba, 3 tháng 11 năm 2020, thì khi đến xếp hàng để mà đi bầu
thì chúng ta cần mang theo các giấy tờ tùy thân để mà xác minh cái nhân thân của chúng ta. Thì muốn tìm cái địa điểm bỏ phiếu đó thì mình có thể truy cập tại cái trang nhà là registerva.org. Em cảm ơn anh. Vậy trong năm nay có quy định gì mới so với những cái năm trước về cái vấn đề bầu cử không anh Tường? Thưa quý vị thính giả và cô Nhung, thì đây là một câu hỏi cũng khá thú vị và cũng là quan trọng. Thì thưa cô, thì trong năm nay đó cũng có một số những cái quy định mới của Ủy ban bầu cử, nó thay đổi, nó khác với những năm trước. Cụ thể như thế này, thứ nhất đó, là cơ quan lập pháp Virginia gần đây đã thông qua một cái đạo luật bãi bỏ cái việc yêu cầu cái người cử tri phải cho biết lý do vắng mặt, là tại sao mình không thể đi bầu đúng vào ngày 3 tháng 11 được. Hoặc là yêu cầu bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc đi bầu sớm. Hồi xưa thì muốn yêu cầu như vậy đó thì mình phải cung cấp cái lý do, còn nay thì không cần nữa. Cái thứ hai nữa là khi mình xếp hàng đi bầu đúng giờ, thì như cô biết, như tôi đã nói đó, là bắt đầu 6 giờ sáng và chấm dứt vào lúc 7 giờ tối. Nhưng mà tại cái thời điểm đó mình đứng xếp hàng tại cái nơi phòng bỏ phiếu đó, mình đến lúc đúng 7 giờ tối thì mình vẫn được phép bỏ phiếu như thường. Nó có cái khác như vậy. Về cái độ tuổi để đi bầu đó thì chúng ta đều biết là phải đủ 18 tuổi. Thì đối với những người 17 tuổi đó, nhưng họ sẽ đủ 18 tuổi trước ngày 33 tháng 11 đó, thì vẫn có thể ghi danh bỏ phiếu. Và cái hạn chót để ghi danh bỏ phiếu là ngày 13 tháng 10. Nghĩa là chỉ cần đủ 18 tuổi trước thời hạn ghi danh là chúng ta có quyền đi bầu. Và một cái luật nữa là về ID, tức là những cái chứng minh thư, giấy tờ tùy thân để xác nhận cái nhân thân chúng ta đó. Thì từ trước đến nay đó, khi đến cái phòng bầu cử đó, thì chúng ta phải đem theo giấy tờ tùy thân, ID, chứng minh thư hoặc những cái giấy tờ gì đó mà có bao gồm cái hình ảnh của chúng ta. Nhưng nay thì không cần thiết nữa. Và ngay cả khi mà những người cử tri mà đi bầu đó, khi đến phòng phiếu đó, chúng ta quên hoặc là chúng ta không theo mang theo những cái giấy tờ tùy thân đó, thì chúng ta vẫn có thể bầu được bằng cách là chúng ta chỉ cần ký vào một cái bản tuyên bố hoặc là một cái tờ cam kết là sẽ bảo đảm được cái nhân thân của chúng ta, cái nhận dạng của chúng ta là chúng ta có thể bầu được rồi. Thì qua năm nay chúng ta thấy là Ủy ban bầu cử đó đã tạo những cái điều kiện rất là dễ dàng tối đa để khuyến khích tất cả mọi người tham gia đi bầu cho thật đông đủ. Dạ, em cảm ơn anh Tường. Anh Tường, theo em được một số người phổ biến á, thì năm nay mình có một cái chương trình mới để mà bầu cử qua mail. Vậy thì nếu như em muốn tìm hiểu thêm thông tin về cái vấn đề này á, thì em truy cập vào đâu anh Tường hả? Khi mình bỏ thơ qua đường bưu điện đó, bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện đó, thì chúng ta muốn biết là cái phiếu của chúng ta, cái tình trạng nó đi đến đâu, nó như thế nào rồi đó, thì cô Nhung có thể dùng internet rồi truy cập vào cái trang nhà có tên là votebymailva.org. Tôi xin lặp lại là cái trang nhà có tên là votebymailva.org. Khi chúng ta truy cập vào cái trang nhà này đó, chúng ta sẽ biết được cái tình trạng cái lá phiếu của chúng ta bầu nó sẽ như thế nào. Cũng có một điều xin nhắc nữa là mỗi năm đó, khi mà chúng ta bầu vắng mặt đó, hoặc là tức là bầu qua đường bưu điện đó, thì chúng ta phải điền vào trong cái lá phiếu của chúng ta đó, trong đó nó có cái chữ ký của người làm chứng, witness. Nhưng mà năm nay thì không cần nữa. Và điều thứ hai nữa là trong những cái lá phiếu mà bỏ qua đường bưu điện đó, thì khi Ủy ban bầu cử gửi đến chúng ta đó, thì sẽ kèm theo một bao thơ và có dán tem sẵn. Chúng ta chỉ việc điền vào lá phiếu và gửi đi mà thôi.
Anh Tường ơi, thì anh có thể nào mà tóm tắt lại những cái ngày quan trọng cần nhớ trước ngày 3 tháng 11 giùm em được không? À dạ được cô Nhung. Thưa cô Nhung với lại quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta có bốn cái cột mốc mà chúng ta cần lưu ý trong cái mùa bầu cử năm nay đó. Thứ nhất là những người đi bầu bỏ phiếu qua đường bưu điện thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9. Cái thứ hai, cái thời hạn chót để mà ghi danh đi bầu qua đường bưu điện hoặc là bầu trực tiếp vân vân. Đó là 5 giờ chiều ngày 13 tháng 10, đó là hạn chót. Thứ ba, tất cả những phiếu bầu vắng mặt qua đường bưu điện hoặc bầu trên online thì hạn chót đó là 5 giờ chiều ngày 23 tháng 10. Và cuối cùng, cái hạn chót để đi bầu sớm, bầu trực tiếp và đi bầu sớm đó, đó là 5 giờ chiều ngày 31 tháng 10. Đó là bốn cái cột mốc mà chúng ta cần lưu ý trong cái mùa bầu cử năm nay. Em cảm ơn anh Tường. Thì em rất là cảm ơn anh Tường về những cái thông tin hữu ích mà anh Tường vừa chia sẻ với em. Thì sẵn tiện ở đây em cũng hỏi anh Tường luôn là nếu như em cũng như những vị thính giả nghe đài, rồi các vị đồng hương muốn biết thêm những chi tiết liên quan về việc bầu cử thì liên lạc mình sẽ liên lạc với PBSOS bằng cách nào anh? À, dạ vâng, thưa quý vị thính giả nghe đài, thưa cô Nhung. Thì kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 đó cho đến ngày 11 tháng 10 2020 thì mỗi hàng tuần, mỗi thứ bảy và chủ nhật từ lúc 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cơ quan PPSOS chúng tôi đó có mở một điểm để ghi danh bầu cử tại trung tâm thương mại Eden Center. Cái địa điểm ghi danh bầu cử này đó để giúp các đồng hương ghi danh bầu cử và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề bầu cử. Cũng kính mong quý đồng hương nếu có nhu cầu và quan tâm thì xin bớt chút thì giờ để ghé qua cái điểm ghi danh bầu cử này. Hoặc là quý vị có thể gọi điện cho chúng tôi qua số 703 538 2190. Dạ, xin nhắc lại. Quý vị có thể gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 703 538 2190. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ tất cả các yêu cầu liên quan đến vấn đề bầu cử. Vì tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm 2020 năm nay, cũng xin mọi người hăng hái ghi danh và đi bầu thật đông để thể hiện sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta. Vì thời gian có hạn, nên cũng xin kính chúc quý khán giả nghe đài và gia đình cũng như cô Hồng Nhung và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Và xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào quý vị. Dạ em chào anh Tường.